Hello, nghe biết. Hello, turn on your camera and your biết nghiêm trọng rồi, có nghe được cô nói không? Hello. Nghe được cô nói không? Can you hear me? Cô không nghe thấy em nói. Có nghe được rồi. Hôm nay mic lại bị làm sao rồi à? Tôi kéo mic xuống để nói xem nào. Cô không nghe là cô em nói. Chưa nghe được. Thử thử cắm lại mic đi như hôm trước ấy. Hello, đây là cô nói không? Thôi rồi, không được thì thôi. Ok, thế này mình lại tiếp tục học vậy. Nếu gì có thì em sẽ nhắn đáp án vào box chat nhé. Ok rồi, bắt đầu nha. Nó mang hình của ok. Now we will begin. Ok. First one. You today we will learn about vocabulary. We will looking back
And the first step is using the words in the box and then write the correct word under each picture. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 words with 6 pictures. And now we will match them with the suitable picture. Understand? Đã hiểu được phải làm gì chưa nhỉ? Rồi, ok. Bây giờ em nhìn tranh và có đáp án vào bóc chat cho cô nhé. Không chưa? Chưa? Không nhớ từ à? Rồi, ok. Làm thêm một chút nữa nha. Okay, I have received your answer. Okay. Number one, you choose A is forward. Okay. Number two, automatic dishwasher. Yeah. Number three, C, you choose high-tech fridge. D is automatic washing machine. E is wireless TV. And F is smart clock. Okay, now we will take the answer. Three, number four, and you have all the correct answer. Okay, now we move to the next part.
Think about what the appliances will do in the future. For example, we have a robot and they can clean our houses and wash our clothes. So now, similarly with the another five appliances here, you will find out the use it. Rồi, hiểu rõ bài không nhỉ? Em sẽ suy nghĩ và đoán những cái công dụng của các cái thiết bị ở đây. Rồi, hiểu chưa? Hiểu được bài chưa? Rồi, ok. Minutes to do this exercise. Có nghe rõ cô nói không? Rồi, ok. Thế từ nãy giờ cô nói cô giảng cái đề bài đã hiểu chưa? Được rõ hả? Hay sao? Đã hiểu đề bài chưa? Ừ, rồi, ok. Em sẽ làm trong 5 phút nhé. Khi nào xong thì gửi vào chatbox cho cô. Ok. Cam đấy nhá, mic bị ảo nhưng mà vẫn phải bật cam để cô để có tương tác trong trong lúc học nhá. Rồi, ok, anh chịu.
làm là nhiều chưa? Sắp xong chưa? Rồi, ok, cố gắng làm nhanh nhé. Okay, I got your answer here. Number 2, automatic washing machine. You say that it can washing the machine. Is it correct? Máy giặt thì để làm gì nhỉ? Giặt quần áo đúng không? Nhất là thế thì câu 2 phải là washing the clothes chứ, đúng không? Đúng chưa? Câu 2 sẽ là Number 3, wireless TV will help us to order food and drinks, and we also can watch TV. Okay, very good. Number 4, supercar. Supercar can help us to go out with our family. Yes, correct. Number 5, smart clock. Smart clock help us to see time. Okay. And number 6, automatic dishwasher can help us to wash dishes. Tức là cái sai rồi nha. Sẽ là wash dishes. Nha, không phải error nha. Chút nữa này nè. Ok không? Rồi. Có một chút gợi ý nữa là câu 5 nó là smart clock thì nó thể sẽ giúp chúng ta nó có chức năng là báo thức nữa đúng không? Nó sẽ giúp mình báo thức giống như một cái đồng hồ báo thức ấy, thì sẽ là có thể sẽ là thêm là đó, thì đó sẽ là công dụng của những cái thiết bị này. Bây giờ em sẽ dùng cấu trúc là group nguyên thể chấm chấm rồi để diễn tả về cái chức năng của những cái thiết bị này. Ví dụ câu 1 nhá, câu 1 mình sẽ nói là a robot might clean our houses and wash our clothes. Đó, tương tự với câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Ví dụ như là supercar might help us to go out with family. Hiểu yêu cầu chưa nhỉ? Em sẽ dùng cấu trúc mai để viết các câu. Rồi, bây giờ viết 5 câu với 5 thiết bị cho cô nhé. Từ câu 2, từ 2 đến 6. Ok không? Dựa trên những gì mình đã viết ở trên. Rồi, ok.
biết được câu nào gửi câu đấy cho cô luôn nhá. Được. Không cần phải chờ cả năm câu xong mới gửi, cứ gửi được, cứ được câu nào gửi câu đấy luôn để cô biết là em làm đến đâu rồi. Sao không nghe được em nói đâu, để lát cô bảo mẹ là hôm sau chùa để ý chỉnh lại cái mic cho em nhé. Tại vì là nó cũng không được không không nên là chắc là mình sẽ cần phải xem lại cái mic hoặc là thay một cái mic khác. Ok, number two. Automatic washing machine my washing the clothes. Ok, very good. À, để ý một chút nhá. My thì sẽ đi với động từ nguyên thể. Mà từ washing ở đây thì là thể gì đấy? Là verb in đúng không? Thì không, thế thì bị thừa cái đuôi in rồi đúng không? Nó chỉ là đi với động từ nguyên thể thôi. Thì động từ của từ này sẽ là chỉ có là wash thôi. Thì câu này sẽ là automatic washing machine might wash the clothes. Ok nhá, nhớ nhá. Rồi, tiếp câu 3. Wireless TV might order food and drink. Watch TV. Ok, có thể thêm chữ and vào trước chữ watch nữa, bởi vì là nó sẽ nối hai cái mệnh đề này với nhau. Đọc nó sẽ đỡ cụt hơn là chỉ có một dấu phẩy ở đây. Might order food and drink phẩy and watch TV. Hiểu không? Rồi, ok. Tiếp tục đi. Super car might go out with family. Nào, nhìn câu này. Super car là cái siêu xe. Thì làm sao mà nó có thể đi ra ngoài với gia đình mình được? Mình mới là người đi ra ngoài đúng không? Đúng chưa? Nhìn nhá, chủ ngữ là super car này. Động từ là go out with family. Vậy thì ai là người go out? Mình hay là cái xe? Là em đúng không? Thì phải là super car might help me go out. Yeah. Hôm nay thì phải chú ý xem là ai là người đi nhá. Không là sẽ bị sai hết nghĩa đấy. Rồi, sang câu smart clock đi.
Smart clock might help me see time and help to wake me up in the morning. Ok, thôi được rồi. À, câu cuối nào. Rồi, câu cuối. Automatic expression may wash dishes. Ok, very good. You have all the correct. Yeah. Now we will move to another part. Part 3 about grammar. You will complete the sentences with will or won't. Rồi, còn nhớ cái câu chúc của thì tương lai đơn không? Rồi, ok. Khẳng định thì là chủ ngữ cộng will cộng verb nguyên thể. Cố định thì sẽ là chủ ngữ cộng won cộng verb nguyên thể. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm phần này. Nói chung là nó sẽ chủ yếu dựa vào nghĩa thôi. You will have 3 minutes to do this exercise, okay? Rồi, được mấy câu rồi? Ok, rồi, câu 1 sẽ là will. It's Sunday tomorrow, so I will have to get up early. Ok, number 2. When I see Tom tomorrow, I will invite him to our party. Ok, very good. Number 3. You must meet Anna, I'm sure. We will like her, okay? Number 4. We will start our dinner until Jack arrives. Nào nhìn câu 4 nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bữa tối cho tới khi Jack đến, hay là chúng ta sẽ không bắt đầu bữa tối cho đến khi Jack đến? Ý câu này sẽ là sẽ chờ đến khi mà cái bạn Jack này bạn đi đến đúng không? Vậy thì nó sẽ phải là gì? Phải là won chứ, đúng không? Ừ, rồi. Câu 4 sẽ là won nha. Câu 5 này. I won't phone you when I get home from school. Câu này đọc lên nếu mà đọc nghĩa có hơi kỳ cục không? Khi mà tôi về đến nhà,
thì tôi sẽ không gọi cho bạn đâu. Có ai nói thế không? Ví dụ như là em nói với cô giáo là khi mà em về đến nhà thì em sẽ điện cho cô, coi như kiểu là một thông báo là em về đến nhà rồi, đúng không? Thế thì có ai mà nói với cô giáo là em còn lâu em mới gọi cho cô lúc mà em về không? Đâu có ai nói thế đúng không? Thì công làm sẽ là em sẽ gọi cho mình sẽ gọi cho bạn hoặc là em sẽ gọi cho cô khi mà em về đến nhà. Nên là công năng sẽ dùng là will nha. Bài này nó không khó về việc chia thì, nhưng mà vấn đề là mình phải nhìn vào nghĩa, mình cảm thấy nó phù hợp thì mình điền. Rõ chưa? Rồi, ok. Number 6. Tony won't pass his examination. He hasn't done any work for it. Rồi, ok, con này đúng này. Con thì sẽ không thể vượt qua bài thi được đâu, bởi vì là cậu ta chả học thế nào. Rồi, ok. So you have. Mai thì là sáng chủ nhật. Thế là tôi sẽ không cần phải dậy sớm nữa. Đúng chưa? Thường thì sáng chủ nhật mình sẽ ngủ muộn hơn đúng không? Nên là chúng ta sẽ dùng là won. Tôi sẽ không cần dậy sớm. I won't have to get up early. Rồi. Được chưa? Rồi, ok. Two. Two. Three. Three correct answers. Okay. We can move to another part. Number four. You will complete the sentences with might or might not. Rồi. Might và might not thì nó cũng giống như will và won't thôi. Hiểu không? Nó cũng sẽ chỉ là việc là mình sẽ làm gì đó. Mình sẽ không làm gì đó. Thì nó cũng tương tự như vậy. Và mình sẽ phải dựa vào cái ngữ cảnh, dựa vào nghĩa để mình điền xem là nó là might hay là might not. Rồi. Okay, so you will also have 3 minutes to do exercise. Okay. Rồi, làm nhá. Làm xong gửi vào chatbox cho cô. Ờ, làm được câu nào chưa?
Ok, gửi lên bút xem nào. Rồi, ok. Number one, you write might not. Number two is might. Number three, also might. Number four, might not. And number five, double might. Okay, now we will take the answer and think. I am still not sure where to go for my holiday. I might go to Đà Lạt. Bạn ấy vẫn chưa chắc chắn về việc là sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ, đúng chưa? Và bạn bảo là có thể là bạn ấy sẽ đi Đà Lạt. Đây là kiểu diễn tả một cái dự tính, một cái khả năng mà bạn ấy có thể sẽ làm, đúng chưa? Bạn chưa biết đi đâu và có thể bạn sẽ đi chỗ này. Thế nên mình sẽ điền là might. Okay, understand? Hiểu chưa nhỉ? No, okay. Number two, okay, correct. The weather is not very good. It might rain this afternoon, okay. Câu này thì rất là dễ rồi. Câu ba. There might not be a meeting on Friday because the teacher is ill. Rồi, câu ba này. Có cái lý do rõ ràng, đấy là bị giáo viên bị ốm rồi, đúng không? Thế thì giáo viên bị ốm rồi thì làm sao mà có thể họp được, đúng không? Ừ. Thế thì sẽ phải là might not, nghĩa là sẽ là, có thể là sẽ không thể tổ chức được cái buổi này bởi vì là giáo viên bị ốm rồi. Đó, hiểu chưa? Okay, number four. Anne might not come to the party tonight because she is busy. Okay, tương tự như là câu số 3. An thì sẽ không thể đến cái tiệc tối nay được bởi vì cô ấy bận rồi. Okay, number five. Hong is thinking about what he will do on Sunday. He might go to a judo club or he might stay at home and study English. Okay, Hong thì đang suy nghĩ về việc là sẽ làm gì vào chủ nhật. Cậu ấy có thể sẽ đi tới câu lạc bộ judo hoặc là cậu ấy có thể sẽ ở nhà và học tiếng Anh. Rồi, okay. So you have one, 2, 3, 4. 4 correct answer. Okay, that's quite good. What's your name? Thỉnh thoảng cô nghe thấy cái tiếng rè rè ở cái loa của em. Em thử mic xem nó còn kêu không? Em thử tắt mic đi. Tại vì nó chỉ có tiếng rè thôi chứ cũng không nghe được tiếng nói. Rồi, okay, và hết rồi. Rồi, tiếp tục nhá. Okay, next one is project. You will think about an appliance that you would like to have in the future. Then you make a poster to for your future appliance. Write detail about the appliance on the poster. Share the poster with the class. Okay. Bài này thì sẽ nói về một cái thiết bị mà em muốn có ở trong tương lai. Và sau đó thì em sẽ miêu tả về cái thiết bị đó. Thì trong bài người ta bắt là thiết kế poster và có thể là sẽ phải vẽ.
Nhưng mà cô sẽ không bắt em vẽ nữa, mà em sẽ làm một bài viết, ok không? Bài viết thì sẽ đầu tiên mình sẽ nói về nó là đấy là cái plan gì? What is the appliance? Rồi, tiếp theo thì sẽ là miêu tả về cái hình dạng của nó đúng không? Appearance. Màu gì này? Color này? Big or small? Rồi là sẽ dùng trong nhà hay là ngoài trời. Sẽ là trông nó sẽ giống cái gì, trông giống đồ vật gì, ví dụ như giống một con cún, ví dụ như là look like a dog, hoặc là nhìn giống một bạn nào đó, look like boy, hoặc là giống một quả bóng hay giống cái thứ gì đó, vân vân. Đó thì miêu tả về cái ngoại hình của nó, sau đó thì miêu tả đến cái công dụng của nó. What can might it help us? Rồi. Công dụng thì có thể sẽ là rồi. What might help us? À. Có thể nói là thể nói rồi, sau đó thì mình sẽ bày tỏ về cái điểm với nó à đấy điệu mong nó sử dụng rộng rãi hay không, kiểu như thế đó. Đấy sẽ là gợi ý để viết về cái bài này, ok không? Cô sẽ gửi cái gợi ý này cho mẹ nhé, được không? Và em sẽ viết, sau đó thì cũng gửi lại bài cho cô như mọi khi nhá. Nhớ nhớ nhá, nhớ là viết một bài hoàn chỉnh và để ý đến thì gì nhá, để ý đến thì để ý đến chủ ngữ, động từ, để ý đến cách chia động từ nhá, và để ý cả đến cái số nhiều của danh từ. Tại vì là bình thường em rất hay mắc lỗi về về chia động từ với lại cái số nhiều, có những chỗ thì cần số nhiều nhưng mà lại cứ quên mất đó, thì phải nhớ đọc bài à viết bài và đọc và để ý kỹ những cái lỗi như thế nhá. Rồi còn phần nội dung thì cũng không không phải là quá quan trọng đâu, cái quan trọng là em biết cách miêu tả và biết cách dùng câu dùng từ nhá, ok không, hiểu chưa? Rồi vậy thì buổi học hôm nay mình có thể kết thúc ở đây, và nhớ bảo mẹ là cái mic của mình có vấn đề nhá, và cô cũng sẽ bảo mẹ. Rồi ok, so goodbye. Ok, bye bye.